Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân chơi Sống Vui Sống Khỏe dành cho người cao tuổi. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vị Xuyên thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, vào những ngày cuối tuần thì chúng ta có thể quây quần bên gia đình để cùng lựa chọn những chương trình trên sóng truyền hình. Và đặc biệt với sóng HTV thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn chương trình Sống Vui Sống Khỏe để cùng tìm hiểu thêm về những kiến thức của chương trình đưa ra, để chúng ta cùng chăm sóc sức khỏe cũng như là những cái kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu qua chương trình. Và để đồng hành cùng chương trình hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu có phòng khám đa khoa Đức Minh, số 8 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Giang, công ty nội thất Phú Thắng, số 10 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Giang, công ty chè Hùng Cường, km 17, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các công ty đã tài trợ chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, để đồng hành cùng chương trình của chúng ta cũng như là có sự đánh giá về kết quả nhận xét và tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần của ban cố vấn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tô Đình Quyên, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy huyện Vị Xuyên. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lộc Thị Hối, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Vị Xuyên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Vị Xuyên. Kính thưa quý vị và các bạn, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón các đội chơi đến từ thị trấn Nông Trường, Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ với các đội chơi. Xin mời đội Bế Văn Đàn, xin mời đội Nguyễn Văn Trỗi và xin mời đội Võ Thị Sáu. Chơi của chúng ta cũng sẽ phải trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất tự giới thiệu, phần thi thứ hai sống khỏe, phần thi thứ ba sống vui. Và không chỉ có các đội chơi tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, mà các quý vị khán giả cũng có thể tham gia với chương trình qua phần thi trợ giúp từ khán giả. Và xin hỏi các đội chơi đã sẵn sàng bước vào chương trình hôm nay chưa ạ? Vâng, và ngay bây giờ xin mời các đội chơi cùng với các quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ nhất, phần thi tự giới thiệu. Thể lệ của phần thi này như sau. Các đội lần lượt thể hiện phần tự giới thiệu trong thời gian không quá 3 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Tổ tư vấn sẽ đánh giá và cho điểm sau khi cả 3 đội đã hoàn thành phần thi của mình. Các đội đã rõ thể lệ của phần thi này chưa ạ? Vâng. Và xin mời các quý vị khán giả hãy dành cho các đội chơi một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần của họ, để họ tự tin bước vào chương trình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của đội Võ Thị Sáu. Xin mời đội Võ Thị Sáu. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các quý vị đại biểu, ngày hôm nay chúng tôi những người cao tuổi được trở về nơi này với hội thi Sống Vui Sống Khỏe. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khán giả một lời chào trân trọng, một lời chúc mạnh khỏe an khang, chúc hội thi thành công rực rỡ. Đội chúng tôi gồm có 3 người. Đứng bên phải tôi đây, em gái Thanh Hằng tuổi 63. Bên trái tôi, em ba, tuổi 62. Còn tôi, đội trưởng 70 tuổi tròn, tên gọi Mộng Mơ. Chúng tôi đến đây cùng chung sở thích làm thơ, yêu văn nghệ. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu và học hỏi. Chúng tôi xin có mấy lời. Đã bao ngày tháng mong chờ, hôm nay gặp bạn bây giờ là đây. Gặp nhau tay nắm chặt tay, vui lên cho cánh thơ bay yêu đời. Yêu thơ, yêu cảnh, yêu người,
hồn thơ nai náng sáng ngời tuổi cao, sinh tồn như một chùm sao. Tuổi cao nhưng vẫn dạt dào ý thơ, mái đầu tí đã bạc phơ. Hôm nay gặp bạn hẹn chờ năm sau, các bạn ơi hãy tươi lên, vui là chính, ống kính là số 1. Xin được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị đại biểu cho cả ba đội chơi chúng tôi trong trường quay HTV đài truyền hình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vui là chính và ống kính là số 1. Bên cạnh việc tham gia để mang lại sự thoải mái cho tinh thần thì đây cũng là một ước nguyện mà đội Võ Thị Sáu đưa ra, đó là được lọt vào ống kính của đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Và cái ước nguyện đó hôm nay đã thành hiện thực rồi đấy ạ. Vâng, xin được cảm ơn đội Võ Thị Sáu. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với phần tự giới thiệu của đội Nguyễn Văn Trỗi. Xin trân trọng kính mời. Đội tôi tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, hôm nay đến với sân chơi sống vui sống khỏe tuyệt vời làm sao. Cả ba chúng tôi xin có lời chào trường quay cùng với các quý vị khán giả hôm nay. Sống vui sống khỏe cho tăng tuổi già, tuổi cao nhưng vẫn thiết tha, góp công xây dựng quê ta đẹp giàu, no cho thế hệ mai sau là điều cần thiết tuổi cao chúng mình. Kính chúc các quý vị và mọi người an khang. Đội chúng tôi gồm 3 thành viên. Tôi, đội trưởng số 1 Hoàng Văn Khiết, 64 tuổi. Bên cạnh tôi đây là thành viên số 2 Vũ Thị Chín, 68 tuổi. Bên cạnh tôi đây là Trần Thị Nhã, 58 tuổi. Ba chúng tôi đều yêu văn nghệ, ca hát và vui thể dục thể thao, đến với sân chơi này với tinh thần đoàn kết cùng giao lưu học hỏi. Và chúng tôi quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính chúc quý vị khán giả nhiệt tình cổ vũ cho cả ba đội chơi chúng tôi. Đến đây tôi xin dừng lời. Kính chúc quý vị và khán giả mọi người an khang. Vâng, như vậy là vừa rồi thì đội Nguyễn Văn Trỗi đã thể hiện xong phần tự giới thiệu của đội mình. Ngay sau đây xin mời quý vị và khán giả và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tự giới thiệu của đội Bế Văn Đàn. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Đội chúng tôi là đội được mang danh của anh hùng Bế Văn Đàn, là một anh hùng trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Đội Bế Văn Đàn chúng tôi đến từ thị trấn nông trường Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang. Hôm nay đội tới sân chơi sống vui sống khỏe cho đời thêm sinh. Chào ban cố vấn anh Minh, chào MC dẫn chương trình xinh tươi, chào hai đội bạn cùng chơi, chào quý khán giả đang ngồi chờ xem. Mấy câu chào hỏi làm quen, bây giờ tới lượt đội mình xưng danh. Tôi đội trưởng tên Ngọc Oanh, tuổi xanh cống hiến chiến tranh năm nào, bom vùi đạn dập chẳng nao, buốt đồn của địch ra vào như chơi, tuổi nay sấp xỉ 70, thể thao văn nghệ yêu đời tự do, bước lúc chơi xa lúc đi gần, bảo ban con cháu ân cần siêng năng. Còn tôi tên gọi Hồng Hỷ Vân, tuổi hơn 61, sắp gần 62, tình hay nói hay nghỉ cười, yêu văn nghệ yêu đời hát ni ca. Chị tôi Hồng Hiển đây mà, cao tuổi nhất đội chính là chị hai. Tuổi cao nhưng cũng lắm mê tài, hát hay múa giỏi, mọi bề đảm đang, cũng là đã hết thời gian. Xin chào tất cả để vào hội thi. Vâng, một màn chào hỏi rất là ấn tượng đúng không ạ?
Kính thưa quý vị khán giả, có lẽ là hôm nay chúng ta nhìn tên của các đội chơi hôm nay thì chúng ta cũng đoán ra chủ đề của chương trình. Đó chính là chủ đề về ngày Thương binh Liệt sĩ. Chính vì vậy mà ba đội chơi của chúng ta đã lấy tên Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi và Bế Văn Đàn. Đây là những anh hùng đã hy sinh vì đất nước để cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Và với đội trưởng của đội Bế Văn Đàn thì năm xưa chú cũng đã từng là người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ và hôm nay đến sân chơi với một tinh thần, cũng là một tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, chơi hết mình, cống hiến hết mình, đúng không ạ? Vâng, như vậy là ba đội chơi của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành xong phần thi tự giới thiệu. Bây giờ thì không biết là tổ tư vấn sẽ đánh giá về số điểm cho các đội như thế nào. Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi. Trước tiên xin mời ban cố vấn cho điểm cho đội Võ Thị Sáu ạ. 9, 8 và 8 điểm, xin chúc mừng. Tiếp theo xin mời tổ tư vấn cho điểm cho đội Nguyễn Văn Trỗi. 9, 9 và 9 điểm, xin chúc mừng. Và cuối cùng sẽ là số điểm mà tổ tư vấn dành cho đội Bế Văn Đàn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một số điểm tuyệt đối ạ. 10, 10 và 10 điểm, xin chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là trải qua phần thi đầu tiên thì số điểm tạm thời của các đội chơi của chúng ta ngày hôm nay như sau. Đội Võ Thị Sáu 25 điểm. Đội Nguyễn Văn Trỗi 27 điểm. Và đội Bế Văn Đàn 30 điểm. Xin chúc mừng các đội chơi đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe, sân chơi dành cho người cao tuổi. Và chương trình của chúng ta hôm nay là các đội chơi đến từ thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Kính thưa quý vị và các bạn, các đội chơi của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành xong phần thi thứ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thi thứ hai, phần thi Sống Khỏe. Thể lệ của phần thi này như sau. Ở phần thi Sống Khỏe, phần thi này có 6 câu hỏi, trong đó 3 câu tìm hiểu về chủ đề chương trình và 3 câu về sức khỏe. Các câu hỏi sẽ lần lượt được đưa ra cho các đội cùng trả lời với hình thức trắc nghiệm qua các phương án A, B, C, D. Mỗi câu hỏi, các đội có 20 giây suy nghĩ trả lời. Hết thời gian suy nghĩ, các đội đưa ra đáp án bằng cách giơ bảng. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không được điểm. Tổng số điểm trong phần thi này là 60 điểm. Các đội đã rõ thể lệ của phần thi này chưa ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi Sống Khỏe. Ba câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề của chương trình, đó là về ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Câu hỏi đầu tiên như sau. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên được xây dựng năm nào? Phương án A, năm 1991. Phương án B, năm 1992. Phương án C, năm 1993. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời ý kiến trả lời của các đội. Ở câu hỏi đầu tiên thì cả ba đội đều đưa ra phương án A, tức là năm 1991. Nhưng rất tiếc, đáp án này không phải là đáp án chính xác. Kính thưa quý vị và các bạn, đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C, năm 1993. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên được xây dựng năm 1993 với diện tích 2 ha. Nghĩa trang xây dựng với 1.738 phần mộ. Tính đến năm 2015, số mộ được quy tập có thông tin đầy đủ là 1.398 mộ. Phần mộ chỉ có một phần thông tin là 80 mộ. Số mộ chưa có thông tin, tức là mộ chưa biết tên là 237 mộ. Mộ chưa có hài cốt là 23 mộ. Đó là đáp án đầy đủ của câu hỏi này. Và rất tiếc là ba đội chơi của chúng ta đã chưa trả lời đúng ở câu hỏi. Các đội hãy cố gắng lên để tiếp tục ở các câu hỏi tiếp theo. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Câu hỏi như sau.
hãy cho biết Hà Giang có bao nhiêu mẹ Việt Nam anh hùng? Phương án A 58, phương án B 59, phương án C 60. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian, xin mời đáp án của các đội. Vâng, ở câu hỏi này thì cả ba đội lại cùng đưa ra một đáp án là A. Và đây chính là đáp án chính xác của câu hỏi. Xin chúc mừng các đội. Hà Giang có 58 bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên đến nay chỉ có hai mẹ còn sống. Mẹ Phùng Thị Liền sinh năm 1916 đang sống ở huyện Vị Xuyên và mẹ Nguyễn Thị Lan sinh năm 1925 đang sống ở huyện Bắc Mê. Như vậy với đáp án câu hỏi này thì các đội đã cộng thêm được mỗi đội 10 điểm. Xin chúc mừng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Xin mời các đội chú ý. Hãy cho biết ai là người đầu tiên vẽ lá cờ đỏ sao vàng quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Phương án A, liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến. Phương án B, liệt sĩ Trần Bội Cơ. Phương án C, liệt sĩ Phạm Văn Ngữ. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Và đã hết thời gian, xin mời đáp án của các đội. Và câu hỏi thứ 3 thì cả ba đội cũng đều đưa ra là đáp án A. Và một lần nữa, xin được chúc mừng cả ba đội vì câu trả lời này chính là câu trả lời đúng đấy ạ. Vâng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến sinh ngày 5 tháng 3 năm 1901 tại làng Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ nhỏ, Nguyễn Hữu Tiến đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Tháng 7 năm 1940, Sứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng thông qua đề cương khởi nghĩa. Tại đây, chiến sĩ Nguyễn Hữu Tiến đã nung nấu ý định vẽ lá cờ Tổ quốc nhằm tuyên truyền cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào trước khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, tức là 23 tháng 11 năm 1940. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên được in trên trang nhật báo Tiến Lên. Sau này lá cờ ấy được chọn làm quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, Nguyễn Hữu Tiến bị thực dân Pháp xử bắn vào ngày 28 tháng 8 năm 1941. Năm 1993, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng nhà lưu niệm để tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Hữu Tiến. Như vậy là các đội chơi vừa trải qua 3 câu hỏi với chủ đề về thương binh liệt sĩ. Sau đây chúng ta tiếp tục đến với 3 câu hỏi về chăm sóc sức khỏe và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thuốc đối với sức khỏe. Các đội chơi chú ý và chúng ta tiếp tục bước vào câu hỏi tiếp theo của chương trình. Câu hỏi thứ 4 như sau. Thuốc có nguồn gốc từ đâu? Phương án A, thực vật, động vật, khoáng vật, hóa dược hay sinh học? Phương án B, thực vật, động vật, khoáng vật. Phương án C, thực vật, động vật, sinh phẩm. Phương án D, thực vật, khoáng vật hay sinh phẩm. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời ý kiến trả lời của các đội. Vâng, lần này thì cả ba đội chơi đã không cùng có đáp án rồi ạ. Đội Võ Thị Sáu và đội Bế Văn Đàn là có đáp án A. Đội Nguyễn Văn Trỗi lại có đáp án là B. Xin hỏi tại sao đội Nguyễn Văn Trỗi lại đưa ra đáp án là B ạ? Đội tôi chọn phương án B là vì là trong thuốc, dược liệu thì thực vật, động vật, khoáng vật. Thế nhưng mà không có là sinh hóa, sinh học. Hóa dược hoặc sinh học nên là chúng tôi chọn phương án B. Vâng. Và với suy luận của đội Nguyễn Văn Trỗi thì rất tiếc đội Nguyễn Văn Trỗi đã không ghi được điểm trong câu hỏi này. Bởi đáp án đúng là phương án A, thực vật, động vật, khoáng vật, hóa dược hay sinh học. Đó mới là đáp án đúng ạ.
Vâng, và với câu hỏi này thì xin được chúc mừng đội Võ Thị Sáu, xin được chúc mừng đội Bế Văn Đàn đã được cộng thêm 10 điểm. Còn đội Nguyễn Văn Trỗi thì không ghi được điểm trong câu hỏi này. Và câu trả lời đầy đủ như sau. Thuốc là những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật, hóa dược hay sinh học được bào chế để dùng cho người nhằm phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cơ thể. Đó là những đáp án đầy đủ ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Các đội chú ý lắng nghe ạ. Câu hỏi như sau. Các đường chủ yếu phải trừ thuốc ra khỏi cơ thể là có 4 phương án để cho các đội lựa chọn. Phương án A, qua thận, gan. Phương án B, tuyến sữa, tuyến mồ hôi. Phương án C, qua thận, qua tuyến sữa. Phương án D, gan và tuyến mồ hôi. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời ý kiến trả lời của các đội. Lại có một sự không trùng hợp nữa rồi ạ. Đội Võ Thị Sáu có phương án là A, tức là qua thận và gan. Đội Nguyễn Văn Trỗi và đội Bế Văn Đàn có phương án là C, tức là qua thận và tuyến sữa. Và ở câu hỏi này thì xin được chúc mừng đội Võ Thị Sáu ạ, đã ghi được thêm 10 điểm vì đó là đáp án đúng. Hai cơ quan chính tham gia giải trừ thuốc ra khỏi cơ thể là gan và thận. Ngoài ra thuốc có thể còn được thải qua từ hơi thở, mồ hôi, qua nước mắt, qua tế bào sừng. Tuyến nước bọt số lượng không đáng kể nên ít có ý nghĩa về mặt điều trị. Vâng ạ, đường thuốc bài trừ thì không thể nào qua tuyến sữa được ạ. Đúng không ạ? Và khi mà nuôi con nhỏ thì chắc chắn là còn phải hạn chế dùng thuốc ạ. Vâng, như vậy là rất tiếc là đội Nguyễn Văn Trỗi và đội Bế Văn Đàn đã không ghi được điểm trong câu hỏi này. Và chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Các đội hãy cùng cố gắng lên ạ. Câu hỏi như sau. Tác dụng của thuốc có mấy loại? Phương án A, 3 loại. Phương án B, 4 loại. Phương án C, 5 loại. Và phương án D, 6 loại. 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời các đội đưa ra đáp án. Ở câu hỏi này thì cả 3 đội cùng đưa ra đáp án là B. Và đáp án B, theo đội Bế Văn Đàn thì đây có phải đáp án đúng không ạ? Chúng tôi cũng không khẳng định được đâu. À thế ạ? Vâng, và nếu như bác không khẳng định thì cháu sẽ khẳng định ạ. Vâng, và cháu khẳng định là đáp án này chính là đáp án đúng ạ. Vâng, và với khẳng định của cháu thì ba đội đã được cộng thêm 10 điểm vì đây chính là đáp án đúng. Khi vào cơ thể thì thuốc có 4 cách tác dụng như sau. Tác dụng tại chỗ và toàn thân, tác dụng chính và tác dụng phụ, tác dụng phục hồi và không phục hồi, tác dụng chọn lọc, đó là 4 tác dụng mà khi thuốc vào cơ thể đấy ạ. Các bác đã rõ câu hỏi này chưa ạ? Vâng, bây giờ thì đi ra ngoài thì có thể là chúng ta khẳng định được rồi đúng không ạ? Vâng. Vừa rồi thì các đội đã trải qua phần thi sống khỏe với những điểm rất là kịch tính. Và trải qua phần thi sống khỏe thì số điểm tạm thời của các đội hiện nay như sau. Đội Võ Thị Sáu 75 điểm. Đội Nguyễn Văn Trỗi 57 điểm. Đội Bế Văn Đàn 70 điểm. Xin chúc mừng các đội. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên và Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vị Xuyên tổ chức. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe của chúng ta không chỉ có các đội chơi là các đội tham gia chính mà các quý vị khán giả cũng có thể tham gia vào chương trình. Và sau đây sẽ là phần thi trợ giúp từ khán giả. Xin hỏi các quý vị khán giả của chương trình đã sẵn sàng tham gia cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, và ngay sau đây thì sẽ là luật chơi dành cho các cổ động viên của các đội. Sẽ có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi dành cho cổ động viên của một đội trả lời.
nếu cổ động viên của đội nào trả lời đúng thì sẽ được cộng thêm 20 điểm cho đội của mình. Đồng thời, cổ động viên đó sẽ nhận được quà của chương trình. Nhưng nếu trả lời sai thì cổ động viên đó không nhận được quà và cũng đồng nghĩa với việc đội của mình sẽ không được cộng thêm 20 điểm. Như vậy là các cổ động viên hãy cố gắng hết sức, bởi vì đây có sự gắn kết rất là nhiều giữa cổ động viên cũng như là các đội chơi của chúng ta. Các cổ động viên đã nghe rõ luật chơi chưa ạ? Vâng, và ngay sau đây thì xin được hỏi cổ động viên của đội Võ Thị Sáu ngồi ở đâu ạ? Vâng ạ. Và câu hỏi đầu tiên cháu xin được dành cho cổ động viên của đội Võ Thị Sáu. Các cổ động viên chú ý lắng nghe. Câu hỏi như sau ạ. Hãy cho biết liệt sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai? Xin mời. Dạ vâng, xin mời bác ạ. Xin mời bác hãy giới thiệu về mình. Tôi là Phạm Xuân Hích, cổ động viên cho đội Võ Thị Sáu. Tôi xin trả lời câu hỏi này là liệt sĩ Hoàng Văn Nhũng. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhũng ạ? Vâng. Bác có chắc chắn không ạ? Chắc chắn ạ. Cháu thì lại bảo là không. Chắc chắn đấy ạ. Vâng. Nhưng mà bác chắc chắn thì thôi cháu khẳng định là đó chính là đáp án chính xác ạ. Vâng. Bác đã giữ chính kiến và lập trường rất là chắc chắn đấy ạ. Đó chính là đáp án đúng. Và sau đây thì xin mời bác nhận một phần quà của chương trình. Cùng với phần quà này thì cũng đồng nghĩa với việc đội Võ Thị Sáu đã được cổ động viên của đội mình cộng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng ạ. Hoàng Văn Nhũng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hoàng Văn Nhũng vinh dự được trở thành đội viên của đội. Ngay sau khi được thành lập, đội đã đánh thắng 2 trận, Phai Khắt và Nà Ngần. Đến trận thứ 3, đánh vào đồn Đồng Mu, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đêm mùng 4 tháng 2 năm 1945, trong lúc chỉ huy tiểu đội phá hàng rào công đồn, Hoàng Văn Nhũng, Xuân Trường đã anh dũng hy sinh. Ngày 19 tháng 8 năm 1961, Hoàng Văn Nhũng được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Và đó là đầy đủ đáp án của câu hỏi vừa rồi dành cho cổ động viên của đội Võ Thị Sáu. Bây giờ thì xin được hỏi xem là cổ động viên của đội Nguyễn Văn Trỗi đang ngồi ở đâu đấy ạ? Đâu ạ? Vâng, các cổ động viên hãy giơ tay cao lên ạ. Vâng ạ. Và bây giờ thì các cổ động viên của đội Nguyễn Văn Trỗi hãy chú ý lắng nghe câu hỏi của mình. Hãy cho biết địa danh 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ở đâu? Vâng, xin mời cổ động viên của đội Nguyễn Văn Trỗi hãy đưa ra đáp án của mình ạ. Vâng, xin mời bác ạ. Xin mời bác hãy trả lời và trước tiên thì xin mời bác giới thiệu về mình ạ. Tôi Nguyễn Chí Xíu, năm nay 75 tuổi, cổ động viên của đội Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nông Trường Việt Lâm. Tôi trả lời đáp án này là ngã ba Đồng Lộc. Là ngã ba Đồng Lộc đúng không ạ? Đồng Lộc. Vâng. Và câu hỏi này thì quá đơn giản đối với các bác đúng không ạ? Vâng, và đó chính là đáp án chính xác đấy ạ. Xin chúc mừng bác. Và xin mời bác hãy nhận một phần quà của chương trình. Và đồng thời đội Nguyễn Văn Trỗi cũng đã được cộng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng đội Nguyễn Văn Trỗi. Như vậy là cổ động viên của đội Võ Thị Sáu và Nguyễn Văn Trỗi đã mang về cho đội mình 20 điểm. Vậy không biết là cổ động viên của đội Bế Văn Đàn như thế nào đây? Cổ động viên của đội Bế Văn Đàn đang ngồi ở đâu đấy ạ? Dạ vâng. Bây giờ thì xin mời các bác hãy chú ý lắng nghe câu hỏi của chương trình để mang về cho đội mình 20 điểm, đồng thời là giành lại phần quà của chương trình. Câu hỏi cho cổ động viên của đội Bế Văn Đàn như sau ạ. Thuốc dùng qua đường tiêu hóa có rất nhiều ưu điểm. Vì sao? Có 4 phương án để cho các quý vị lựa chọn. Phương án A, thuốc tác dụng nhanh, ít hao hụt. Phương án B, dễ điều chỉnh lượng thuốc. Phương án C, thuốc hấp thu tự nhiên, dễ sử dụng. Phương án D là điều chỉnh lượng thuốc, tác dụng nhanh. Xin mời đáp án của cổ động viên đội Bế Văn Đàn. Vâng, xin mời bác mặc áo dài hồng ngồi hàng thứ hai đấy ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Thị Nhàn, đi cổ động viên cho đội Bế Văn Đàn. Vâng. Tôi xin trả lời đáp án. Đáp án này là đáp án C ạ. Đáp án C tức là thuốc hấp thụ tự nhiên và dễ sử dụng đúng không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng.
Xin được cảm ơn bác với đáp án vừa rồi. Và là một khán giả của chương trình thì cũng xin được hỏi bác là khi mà bác đến đây theo dõi các cái đội chơi tham gia vào chương trình thì bác có cái suy nghĩ như thế nào ạ? Khi đến đây để theo dõi các đội chơi mà để theo dõi các chương trình thì tôi thấy là học hỏi giao lưu được rất nhiều cái hay và cái đẹp ấy. Vâng. Và tinh thần của các bác ra sao ạ? Tinh thần của tôi thì rất là vững và rất là yêu những cái chương trình này. Dạ vâng. Xin được cảm ơn bác. Và chính vì bác yêu chương trình nên là đáp án của bác đã trả lời đúng rồi đó ạ. Xin chúc mừng bác. Và xin mời một phần quà cho bác, đồng thời là với phần quà của cổ động viên thì đội Bế Văn Đàn cũng được cộng thêm 20 điểm. Xin được chúc mừng. Như vậy, các cổ động viên của cả ba đội chơi hôm nay đã rất là xuất sắc, mang về cho đội của mình số điểm là 20 điểm. Và qua 3 vòng thi thì điểm của các đội hiện nay như sau. Đội Võ Thị Sáu 95 điểm. Đội Nguyễn Văn Trỗi 75 điểm. Đội Bế Văn Đàn 90 điểm. Xin chúc mừng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với các đội chơi đến với phần thi Sống Vui. Các đội đã sẵn sàng bước vào phần Sống Vui chưa ạ? Vâng, các bác hơi run ạ. Vâng, chúng ta sẽ củng cố lại tinh thần để thi ở cái phần thi này sẽ tốt hơn ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi Sống Vui. Thể lệ của phần thi này như sau. Ở phần thi Sống Vui, mỗi đội lựa chọn một nội dung theo chủ đề của chương trình để thể hiện ở phần thi Sống Vui như hát, múa, cắm hoa, ngâm thơ. Thời gian cho phần thi này là 4 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Quá 30 giây trừ 5 điểm. Quá 1 phút trừ 10 điểm. Tổ tư vấn sẽ nhận xét, đánh giá và cho điểm sau khi phần thi này kết thúc. Các đội chơi đã rõ thể lệ ở phần thi này chưa ạ? Vâng. Và ngay sau đây thì xin mời các quý vị khán giả chúng ta cùng đến với phần Sống Vui của đội Võ Thị Sáu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị khán giả, đội Võ Thị Sáu xin kính chào khán giả. Về với hội thi Sống Vui, Sống Khỏe, hôm nay chủ đề ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 uống nước nhớ nguồn. Tôi xin kính mời các quý vị khán giả cùng tôi lên thăm nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên qua bài thơ Viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quê Nhà, sáng tác do Thanh Hằng. Cứ đến tháng 7 hàng năm, từng đoàn người đến nghĩa trang quê nhà, mang bao tình nghĩa thiết tha, nén nhang chén nước bỏ hoa lòng thành, dâng lên ngôi mộ các anh, thắp lên ngọn nến lung linh chói lòa. Các anh quê ở gần xa, về đây bảo vệ quê nhà chúng tôi. Dù cho máu chảy xương rơi, các anh quyết giữ đất trời biên cương. Chiến tranh tàn khốc thảm thương, các anh gửi lại máu xương đất này. Chúng tôi nay lại về đây, cùng bao người đến nơi này viếng thăm. Đến từng ổ anh nằm, thắp lên những nền hương trầm ngạt thơm. Nén hương thơm đơn sơ bé nhỏ,
mong các anh thấu rõ ân tình. Các anh vì nước quên mình hy sinh bảo vệ hòa bình tự do. Nước nhà độc lập ấm no, chúng tôi ơn mãi công to lớn này. Chúc các anh ngủ cho say, chúng tôi luôn nhớ tháng ngày về thăm. Xin chào tạm biệt các anh ở nơi đây, chúng tôi phải đến trường quay bây giờ. Bốn một bài thơ, về nhanh kẻo chậm hết giờ chấm thi. Vâng, phần thi của đội Võ Thị Sáu đã mang đến chương trình rất là phù hợp với lại chủ đề của chương trình hôm nay, đồng thời cũng đã nói về những cái tâm tư tình cảm của đội mình dành cho những chiến sĩ đã hy sinh tại Nghĩa Trang Quốc gia của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xin được cảm ơn đội Võ Thị Sáu với phần thi sống vui vừa rồi. Và bây giờ xin mời các quý vị khán giả chúng ta cùng đến với phần thi của đội Nguyễn Văn Trỗi. Xin mời ạ. Sau đây tôi xin hát bài chèo, bài ca tặng mẹ để tỏ lòng biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bà mẹ liệt sĩ, cả nước nói chung, Hà Giang chúng ta nói riêng, các bà mẹ đã có chồng, có con hy sinh cho Tổ quốc để được đất nước được bình yên, hạnh phúc hôm nay. Mẹ như một tấm gương trong nắng mưa cát bụi vẫn không tay bóng dáng mẹ từ làng quê xóm thương thân gầy đêm khuya nặng nỗi chăm chút đàn con tiễn chồng đi chiến đấu, vai gầy nặng gánh vẫn giữ tấm lòng chúng thủy đam mê đang. Mẹ đến với mẹ, mẹ ơi nghĩa câu ân tình, vòng tay đỡ mẹ với tâm mê lòng con ngồi nhà tình nghĩa. Hương trầm ngàn ngát khúc hát này con dâng mẹ, mẹ ơi. Đội Nguyễn Văn Trỗi đã mang đến phần thi sống vui một làn điệu chèo rất là êm ái, rất là hay, với chủ đề về mẹ Việt Nam anh hùng. Và sau đây chúng ta cùng đến với phần thi sống vui của đội Bế Văn Đàn. Xin trân trọng kính mời. Đội Bế Văn Đàn xin gửi tới các quý vị một ca khúc mang tựa đề Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài, nhạc của Huy Du, lời của Xuân Sách. Qua đồng lúa chín, ta nghe sao xuyên tiếng gọi thiết tha. Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh phơi phới tím đỏ đôi sim. Chân bước đi xa lòng còn để lại quê hương anh đây, ngỡ quê hương mình. Nguyện viết xuân lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa những khúc ca rụng rã thôi thúc trong lòng tôi tiến
đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hờn cằm tôi trong máu nguyện vì hoa xuân trận địa khắp nơi nơi anh lại đứng bên tôi nhắm quân thu mà bắn đôi mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này trận địa đây đất nước của mình đây lời anh vẫn vang lên hùng tráng kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân anh đời đời. Như vậy là đội Bế Văn Đàn đã là đội cuối cùng tham gia phần thi tự giới thiệu trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là vừa rồi cả ba đội chơi của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi sống vui. Và để đánh giá nhận xét chính xác cho phần thi này thì sau đây xin mời bà Lộc Thị Hối, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Vị Xuyên sẽ nhận xét về phần thi của các đội. Thay mặt tổ tư vấn xin được chúc mừng ba đội chơi chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần thi sống vui. Chúng cháu rất là vui khi mà được nghe các bác hát trên sân khấu. Bác nào hát cũng hay, đội nào thể hiện cũng đúng chủ đề hết và cũng không vi phạm thời gian. Thay mặt tổ tư vấn xin được nhận xét như sau. Với bài thơ của bác tự sáng tác về chủ đề Ngày Thương binh Liệt sĩ rất là ý nghĩa đối với huyện Vị Xuyên. Và bài hát của bác vừa thể hiện rồi ấy, thì hát cũng rất là khó, bác thể hiện rất thành công. Xin được chúc mừng. Và đội Nguyễn Văn Trỗi thì thể hiện cái bài hát thì chưa thấy bác giới thiệu về tác giả thì bài hát cũng... Vâng, thì thay mặt tổ tư vấn xin được chúc mừng các bác đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình, xin được cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét vừa rồi của bà Lộc Thị Hối đại diện cho tổ tư vấn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà tổ tư vấn dành cho phần thi này. Trước tiên xin mời ban cố vấn sẽ cho điểm cho đội Võ Thị Sáu. Đội Võ Thị Sáu với phần thi này đã đạt số điểm là 9, 9 và 9 điểm. Xin chúc mừng. Sau đây sẽ là số điểm của đội Nguyễn Văn Trỗi. Xin mời tổ tư vấn. Tổ tư vấn có số điểm là 8, 8 và 8 điểm. Và cuối cùng chúng ta cùng đến với phần sống vui của đội Bế Văn Đàn. Xin mời điểm của tổ tư vấn. 9, 9 và 8 điểm. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là các đội chơi của chúng ta hôm nay đã trải qua 3 phần thi chính và 1 phần thi trợ giúp từ khán giả. Và bây giờ sẽ là điểm cuối cùng của các đội được thể hiện như sau. Đội Võ Thị Sáu 122 điểm. Đội Nguyễn Văn Trỗi 99 điểm. Đội Bế Văn Đàn 116 điểm. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, như vậy là với số điểm mà chúng ta nhìn trên đây của ba đội thì chúng ta đã biết được đội nào là đội chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và đội chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay là chính là đội sẽ được lọt vào vòng bán kết của chương trình Sống Vui Sống Khỏe được thực hiện tại huyện Vị Xuyên. Đó chính là đội Võ Thị Sáu với 122 điểm, giải nhất của chương trình hôm nay. Đội Bế Văn Đàn 116 điểm là đội đạt giải nhì. Và đạt giải ba là đội Nguyễn Văn Trỗi với 99 điểm. Ngay sau đây xin mời các đội chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận giải thưởng của chương trình. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Hậu, trưởng phòng văn nghệ giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang lên trao giải ba cho đội Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo xin mời đội Bế Văn Đàn bước lên phía trước để nhận giải thưởng của chương trình. Và cuối cùng thì giải nhất của chương trình hôm nay sẽ tìm về với chủ nhân của mình. Đó chính là đội Võ Thị Sáu với 122 điểm. Giải nhất, xin mời đội Võ Thị Sáu bước lên phía trước để
thể nhận giải thưởng của chương trình. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Hậu, trưởng phòng văn nghệ giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang lên trao giải nhất cho đội Võ Thị Sáu. Giải nhất hôm nay sẽ là đội tiếp theo lọt vào vòng bán kết của chương trình Sống Vui Sống Khỏe được thực hiện tại huyện Vị Xuyên. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn phòng khám đa khoa Đức Minh, số 8 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Giang, công ty nội thất Phú Thắng, số 10 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Giang, công ty chè Hùng Cường, km 17 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã đồng hành cùng chương trình Sống Vui Sống Khỏe trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau.